Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Con trai ông Joe Biden bị xét xử. Ông Trump cảnh báo án tù có thể khiến người ủng hộ nổi giận. Ông Trump có thể đảo ngược vụ kết nối ở New York nhờ bồi thẩm viên thứ 13. Vụ tài liệu mật, các công tố viên đề nghị lại lệnh bịt miệng đối với cựu Tổng thống Trump sau cảnh báo của thẩm phán. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Vâng thưa quý vị, ông Hunter Biden sẽ bị xét xử về cáo buộc sở hữu súng bất hợp pháp, qua đó đánh dấu việc lần đầu tiên con trai của Tổng thống đương nhiệm Mỹ bị truy tố. Hunter Biden, năm 54 tuổi, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ra trình diện ở tòa Wilmington, Delaware vào ngày 3 tháng 6 với cáo buộc mua và sở hữu súng trái phép trong lúc đang nghiện ma túy. Vào năm 2018, Hunter khi đó đã mua một khẩu súng lục Colt Cabra dù đang nghiện ma túy, hành vi vi phạm luật liên bang. Quá trình xét xử sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần. Bản cáo trạng gồm 3 tội danh cho Davis Ways, cùng tư viên đặc biệt được Bộ Tư pháp chỉ định đưa ra. Hunter không thừa nhận các cáo buộc, dù nhiều lần kể về quá trình đấu tranh với chứng nghiện rượu và nghiện cocaine. Hai tội danh đầu tiên mà Hunter phải đối mặt là khai mang trên biểu mẫu mua súng của cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ. Biểu mẫu này có một đề nghị người mua súng xác nhận bản thân có nghiện ma túy hay là không và Hunter bị nghi đã tích vào mục không. Cáo buộc thứ ba nhắm vào Hunter liên quan đến việc anh sở hữu súng. Luật pháp Mỹ quy định hành vi sở hữu súng khi nghiện ma túy là trái với pháp luật. Theo bản cáo trạng và tài liệu trong hồ sơ tòa án được công khai gần đây, Hunter đã giữ khẩu súng mua trái phép trong 11 ngày, hồi tháng 10 năm 2018. Bạn gái của anh ấy sau đó đã vứt khẩu súng vì lo lắng cho sức khỏe tinh thần của bạn trai. Nếu bị kết án với cả ba tội danh, thì con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể bị đối mặt với án tù lên tới 25 năm. Tuy nhiên, Hunter chưa có án tích và những người phạm tội lần đầu thường bị kết án là thấp hơn nhiều so với mức án kịch khung. Đây là cáo buộc cấp liên mang nên ông chủ tờ bạch ốc có quyền ân xá cho con trai bất cứ khi nào. Trong trường hợp Hunter bị kết tội, ông Biden có thể giảm miễn án cho con. Tờ bạch ốc đã tuyên bố sẽ không ân xá cho Hunter nếu anh bị kết tội. Tuy nhiên điều này có thể thay đổi sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Hunter là con trai duy nhất của Tổng thống Biden sau khi con trai cả của ông là Bill Biden qua đời vào năm 2015 do ung thư não. Hunter từng thành lập các công ty tư vấn và đầu tư, làm việc trong lĩnh vực cổ phần tư nhân và giữ ghế trong hội đồng quản trị của nhiều tổ chức khác nhau, trong đó có một số công ty ở Trung Quốc và Ukraine. Kể từ năm 2019, cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh đảng Cộng hòa đã tấn công Hunter vì các giao dịch với Ukraine và cả Trung Quốc. Ông Donald Trump cảnh báo án tù có thể khiến người ủng hộ nổi giận. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết rằng Việc bị kết án tù hoặc quản thúc tại gia có thể khiến người ủng hộ ông bùng cơn tức giận. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn phát trên kênh Fox News vào ngày 2 tháng 6, cựu tổng thống Donald Trump thừa nhận khả năng ông có thể bị lệnh án tù hoặc bị quản thúc tại gia khi tòa tuyên án vào ngày 11 tháng 7. Ông Trump nói, tôi ổn với điều đó, nhưng không chắc công chúng sẽ chấp nhận. Tôi nghĩ công chúng sẽ khó chấp nhận điều này. Các vị biết rằng sẽ tới lúc Họ bùng cơn giận. Ông Trump đưa ra cảnh báo trong bối cảnh nước Mỹ lo ngại bạo lực nổ ra trong giai đoạn chuẩn bị, ngày càng căng thẳng cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Bộ thẩm đoàn New York ngày 31 tháng 5 kết luận Trump có tội với 34 cáo buộc liên quan vụ làm giả hồ sơ kinh doanh trong giai đoạn cuối chiến dịch tranh cử năm 2016, hoạt động nhằm che đậy bê bối tình dục, liên quan đến ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị truy tố và kết tội. Mặc dù mỗi tội danh có thể bị phạt tù 4 năm, song các chuyên gia cho biết khả năng thẩm phán đưa ra án tù là rất thấp. Ông Trump còn đối mặt với 3 phiên tòa hình sự khác, trong đó có một vụ liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống vào năm 2020. Sau khi ông Trump bị kết tội, ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels nói cựu tổng thống nên bị bỏ tù. Daniels cho biết cuối cùng đã được minh oan sau nhiều năm khẩu chiến với ông Trump. Trên mạng xã hội, song thừa nhận cảm thấy sốc khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết quá nhanh. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nói, phiên tòa tại New York ảnh hưởng đến vợ ông là bà Melania Trump, người vắng mặt trong phần lớn buổi xét xử. Ông Trump nói, "Bà ấy ổn nhưng tôi nghĩ bà ấy cảm thấy rất khó khăn." Bà Melania hầu như không tham gia vào chiến dịch tranh cử hiện tại của chồng, cũng như không xuất hiện tại cuộc meeting nào của cựu tổng thống Trump hay đi cùng ông tại nơi công cộng vì kết tội không ngăn cản ông Trump tiếp tục chạy đua vào tờ Bạch Ốc trong năm nay. Hiến pháp Mỹ quy định ứng viên tổng thống ít nhất là 35 tuổi, là công dân Mỹ sinh ra và sống ở nước này ít nhất 14 năm, không có quy định nào cấm người có tiền án hay phạm nhân tranh cử. Ông Trump có thể đảo ngược phụ kết tội ở New York nhờ bồi thẩm viên thứ 13. Thưa quý vị, việc bồi thẩm đoàn ở New York Mỹ có tội cựu tổng thống Donald Trump đã đặt ra nhiều câu hỏi về chính trị và pháp lý. Song có một điều chắc chắn là ông Trump sẽ kháng cáo. Cựu tổng thống Trump không hề giấu giếm kế hoạch chống lại việc bồi thẩm đoàn tại tòa án tối cao Manhattan, New York, tuyên là ông có tội đối với tất cả là 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền che giấu mối quan hệ với ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm bầu cử năm 2016. Các luật sư tiết lộ ông Trump có rất nhiều con đường pháp lý để theo đuổi. Một số chuyên gia luật như Arlo Devin Brown, cựu lãnh đạo đơn vị chống tham nhũng tại văn phòng công tố viên Martin, thậm chí đánh giá cựu tổng thống vẫn có cơ hội đảo ngược phán quyết lịch sử. Theo tạp chí Political, cơ hội đầu tiên để ông Trump kháng cáo sẽ đến trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm tòa tuyên án vào ngày 11 tháng 7 tới đây. Lúc đó, cựu lãnh đạo tòa Bạch Ốc có thể gửi đơn đến bang phúc thẩm, vụ tư pháp số 1 thuộc tòa án tối cao bang New York, không xa nơi ông vừa phải trải qua 7 tuần xét xử vụ án do công tố viên quận Manhattan Oven Bragg khởi xướng. Bang phúc thẩm này có toàn quyền xem xét các kết luận của bồi thẩm đoàn nên đôi khi được gọi là bồi thẩm viên thứ 13. Đội ngũ pháp lý của ông Trump dự kiến sẽ tập trung vào một số vấn đề then chốt, trong đó có lý thuyết pháp lý cho phép các công tố viên biến 34 cáo buộc tội nhẹ về làm giả hồ sơ kinh doanh thành một vụ trọng tội hình sự chống cựu tổng thống. Chúng tôi sẽ đưa vấn đề này lên cao và xa nhất có thể, bao gồm cả việc đề trình lên tòa án tối cao Mỹ để minh oan cho các quyền của cựu tổng thống Trump. Luật sư Will Schaff người tham gia biện hộ cho ông Trump, chia sẻ với đài CNN vào hôm 1 tháng 6. Cựu công tố viên Jacqueline Brown lưu ý, không giống như phiên tòa kết thúc bằng phán quyết kết tội ngày 30 tháng 5, đơn kháng cáo có thể tập trung vào các vấn đề pháp lý tổng quát phức tạp thay vì những bằng chứng đã trình lên bồi thẩm đoàn. Tại phiên tòa tuần trước, 12 thành viên bồi thẩm đoàn kết luận, ông Trump phạm tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy âm mưu phá hoại cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Để chứng minh tội này, các bồi thẩm viên phải nhất trí rằng ông Trump đã sử dụng các cách thức bất hợp pháp, nhưng họ không cần phải đồng thuận về một hành động trái pháp luật đơn lẽ. Quá trình truy tố viện dẫn ba lý thuyết khác nhau về cách các hồ sơ giả có thể vi phạm luật bầu cử của bang New York ra sao, sự chỉ dẫn hạn chế về những gì một số lý thuyết đó yêu cầu cùng thực tế các bồi thẩm viên không bắt buộc phải nhất trí về những điều được chứng minh đã tạo ra vấn đề thực sự để kháng cáo. Ông Jacqueline Brown giải thích, các thứ cơ cấu của bang phúc thẩm có thể có lợi cho cựu tổng thống. Cơ quan này được mệnh danh là bồi thẩm viên thứ 13 ở New York vì các thẩm phán được phép đưa ra phán quyết dựa trên những tình tiết của vụ án. Không chỉ căn cứ vào luật, theo Diana Florence, cựu trợ lý công tố viên quận Manhattan, đó là quyền lực thường bị xem nhẹ của bang phúc thẩm. Bà Florence tin rằng ông Trump sẽ là bị cáo phúc thẩm chưa từng có tiền lệ và có thể nắm trong tay ít nhất một điều thuận lợi, đó là kẻ hở tồn tại độc nhất vô nhị ở bang phúc thẩm của New York có một kiểu thiên vị cố hữu đối với các bị cáo cổ cùng trắng ý là những người bị truy tố về các tội trong lĩnh vực kinh tế và không có yếu tố bạo lực những đối tượng được đối xử ít hạ khắc hơn xét ở khía cảnh đó điều này có thể có lợi cho ông trump bà florence nói thêm alexander reynard giáo sư về kiện tụng tại trường luật Cardozo nhận định ông Trump cũng có khả năng kháng cáo với lý do một nhân chứng chuyên môn mà ông muốn triệu tập ra tòa, Bradley Smith, cựu lãnh đạo Ủy ban bầu cử liên bang, đã bị thẩm phán cấm đối chất về việc liệu chính khách Cộng hòa này có vi phạm luật tài chính tranh cử hay không. Ông Trump rốt cuộc đã từ chối gọi ông Smith ra làm chứng, tuyên bố vào hôm 1 tháng 6 của cựu Tổng thống. Ám chỉ đơn kháng cáo của ông sẽ đề cập đến phán quyết của thẩm phán Juan Merchant về ông Smith. Cựu Tổng thống cũng có thể lập luận một số lời khai mà thẩm phán cho phép mang tính định kiến, đặc biệt là lời làm chứng chi tiết của ngôi sao phim người lớn Daniels về quan hệ tình dục giữa hai người, cũng như một số lời khai liên quan đến đoạn băng ghi âm. Ông kể chuyện gà tình người dẫn chương trình Access Hollywood. Lauren Brookie Eisen, người từng làm cho văn phòng công tố viên quận Manhattan và hiện là giám đốc cấp cao tại trung tâm tư pháp Brennan, các luật sư của ông Trump có thể kháng cáo với lý do tài liệu không liên quan và bồi thẩm đoàn không cần nghe nó để có tội. Ngoài ra, đội ngữ luật sư của ông Trump cũng có thể lặp lại một số vấn đề mà họ từng liên tục nêu ra trước và trong suốt quá trình xét xử. Cụ thể, họ cáo buộc thẩm phán Merchant có xung đột lợi ích khi con gái ông đang làm việc tại một công ty tư vấn chính trị cho các chính khách dân chủ. Họ than phiền việc ông Trump muốn đổi địa điểm, tổ chức phiên tòa khỏi Manhattan, nơi tập trung đông đảo những người ủng hộ đảng dân chủ, nhưng không được chấp thuận. Todd Lange, luật sư chính trong đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống, thậm chí là quả quyết. Nhóm bào chữa từ lâu đã chuyển hướng chú ý sang giai đoạn kết án Chúng tôi sẽ kháng cáo và chúng tôi sẽ thắng khi kháng cáo. Đây là một bước trong quy trình thuộc hệ thống tư pháp của chúng ta. Mục tiêu là kháng cáo nhanh chóng và hy vọng được minh oan nhanh chóng. Ông Lange lạc quan phát biểu trên chương trình The Today Show. Vụ tài liệu mật các công tố viên đề nghị lại lệnh bịt miệng đối với cựu tổng thống Trump sau cảnh báo của thẩm phán. Thưa quý vị, vào hôm 31 tháng 5, các công tố viên lại tiếp tục yêu cầu lệnh bịt miệng đối với cựu tổng thống Donald Trump trong vụ án tài liệu mật sau khi thẩm phán liên bang trước đó đã bác bỏ một đề nghị có quyền được đề trình lại như thế vì các lý do liên quan đến thủ tục. Trích bản kiến nghị, Chính phủ tiến hành sửa đổi các điều kiện tài ngoại cho bị cáo Donald Trump để làm rõ rằng ông ấy không được đưa ra những tuyên bố gây ra mối đe dọa đáng kể sắp xảy ra và có thể thấy trước đối với các đặc vụ chấp pháp tham gia điều tra và truy tố trong vụ án này. Tuần trước, các công tố viên cùng với văn phòng biện lý đặc biệt Jack Smith, đã đề nghị một lệnh bịt miệng đối với cựu Tổng thống Trump sau khi ông nhấn mạnh thực tế rằng FBI đã được phép sử dụng vũ lực sát thương trong cuộc đột kích vào mar a vốn là thủ tục thông thường. Thẩm phán địa hạt liên bang Allen Cannon đã bác bỏ đề nghị này do các công tố viên đã không trao đổi đầy đủ với bên luật sư bào chữa, đồng thời thẩm phán cũng phê bình các công tố viên về sự thiếu chuyên nghiệp này cảnh báo rằng những hành vi tương tự như vậy sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt. Chính phủ lập luận rằng ông Trump gây nguy hiểm cho FBI. Các công tố viên cho rằng lệnh bịt miệng là cần thiết vì những lời nhận xét của cựu tổng thống Trump về các đặc vụ từng đột kích tư dinh của ông có thể khiến các đặc vụ có nguy cơ bị đe dọa, bạo lực và quấy rối họ lập luận rằng những bình luận của ông ấy về cuộc đột kích đã bóp méo tình hình thực tế và cố ý lừa dối và gây kích động các công tố viên lập luận rằng những bình luận này đã đi xa đến mức ám chỉ rằng họ ý là các đặc vụ fbi đã đồng lõa trong một âm mưu ám sát ông nhằm tạo ra một ấn tượng hoàn toàn sai lệch về ý định của các đặc vụ fbi bình luận ám sát là do ông steve bannon đưa ra Cựu tổng thống đã viết trong một bài đăng trên truyền thông xã hội rằng, chính phủ tổng thống Biden đã cho phép FBI sử dụng vũ lực gây sát thương đối với ông. Thông điệp này được lặp lại với ngôn ngữ mạnh mẽ hơn trong một thư điện tử mà ông đã viết. Họ được cho phép bắn tôi. Thực sự FBI đã phối hợp với lãnh đạo sở mật vụ để khám xét địa điểm đó một cách an toàn và liên hệ trước với luật sư của tổng thống Trump. Gia đình của ông Trump không có mặt tại dinh thự đó trong quá trình khám xét và không có vũ khí nào được sử dụng trong cuộc đột kích. Tuần trước, sau khi mà lệnh cho phép dùng vũ lực sát thương trở thành tin tức nổi bật trên báo chí, FBI đã đưa ra một tuyên bố giải thích rằng họ đã tuân theo quy trình thông thường. Cựu tổng thống Trump vẫn tiếp tục bình luận sau khi FBI đưa ra tuyên bố của mình, và các công tố viên cho rằng đây là một hành động cố tình bóp méo sự thật. Các công tố viên lập luận rằng tòa án nên thực hiện ngay lập tức các bước để ngăn chặn chiến dịch nguy hiểm này, bôi nhọ cơ quan chấp pháp. Các công tố viên dự định sẽ triệu tập một số đặc vụ FBI đó làm nhân chứng tại phiên tòa và lập luận rằng cựu Tổng thống Trump đã nhắm mục tiêu một cách vô trách nhiệm vào các đặc vụ FBI liên quan đến vụ án này. Họ lấy ví dụ về cuộc tấn công được lên kế hoạch vào năm 2022 vào văn phòng FBI ở Ohio bởi một người ủng hộ Trump và thưa quý vị tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin này tại đây cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại